bạn cái đồ cày tôm à? Ai vừa hỗ trợ nó hỗ trợ gì nào? Lo thì ở nhà nó tôm bét thì chào. Nên lo này chủ yếu là cổ cổ cho nó chủ. Con tôm lại rất nhiều lại. Trước nó bảo là nó yêu cũng yêu nhau nhưng mà nó bảo lấy nhau xong khi có nó lấy được 1-2 năm rồi nó không lấy được con toàn là để con gái thôi, nó lại không thích, nó chửi cho nó đòi lấy vợ hai thôi. Thật đó. Nó lấy vợ hai, nó bảo nó không thèm không lấy. Lên đồng to của tay hôm nay tay xía tay tay sau tay này đúng là tay là nọ buồn trẻ số tuổi chi tại thế nhóm tổ thật thế. Chứ bảo nó đòi lấy vợ hai thì nó không cho, có lúc bảo nó về nó lấy điều vợ hai rồi. Tại mà nhỏ lo tại này kia nó là được thì lo có ít nong mò tu nọ. Có lúc ăn trước khi nó lấy vợ hai được rồi nó bảo vợ cả nó bỏ bổ đi mà nó không cho bổ, nó vẫn lấy nhau mà thế. Khi lấy được vợ hai xong thì nó bảo ở trong nhà làm ăn khó khăn lắm thì nó khắc tay chia ra nó khắc ở. Thế thôi. Ai chả cần đi chấp nhận thì nó lấy. Nó chạy ra cái họ cho nó nó chỗ ở u chỉ có số vô ở cái khóa lỏng vô chỉ đó mà. Nên nó chỉ tới